xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Ngọc. Hôm nay là cuối tuần, Ngọc lại dắt mọi người đến tham quan một địa điểm mới tại Singapore. Và ở chỗ này là công viên Toa Payoh Town Park, công viên thị trấn Toa Payoh. Đây là một mảng xanh rất là yên bình và dễ chịu. Bây giờ mời mọi người cùng khám phá công viên này với Ngọc nha. Ngọc đang đứng phía trước công viên Toa Payoh. Và đối diện công viên là trạm tàu điện Toa Payoh MRT và Bus Interchange. Chỉ với 5 phút đi bộ thì các bạn có thể đến được đây một cách dễ dàng. Được hoàn thành vào năm 1972, công viên thị trấn Toa Payoh là một lựa chọn phổ biến cho các cặp đôi chụp ảnh cưới trong những năm 1970 và năm 1980. Và nó vẫn là một điểm đến cho những người yêu thiên nhiên với đời sống thực vật đa dạng và quần thể các loài chuồn chuồn được tìm thấy tại đây. Mảng xanh ở đây rất là lớn, các bạn có thể ra đây để chạy thể dục, đạp xe đạp và ngồi thư giãn, có những cái ghế để mà các bạn ngồi. Và hiện tại do dịch bệnh Covid vẫn đang tiếp tục xảy ra thì chính phủ đã rào những cái lưới về để cho các bạn không có đi vào cỏ để ngồi. Chứ bình thường thời gian trước thì chúng ta có thể vào những cái bãi cỏ này rồi trải những cái tấm bạc á, ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn bè hay là ăn uống rất là thoải mái. Đây là tấm bảng cho phép các bạn chạy xe đạp ở trong khu vực công viên này. Và cái tấm bảng màu đỏ hình tam giác là nhắc nhở các bạn nên chú ý xe cộ, cẩn thận, tại vì mình đi bộ nhiều khi xe nó va vào mình. Có một số công viên thì không được phép chạy xe đạp vào trong, cho nên khi các bạn đến thì nhớ lưu ý để tránh bị phạm luật. Chiếc cầu vượt màu trắng phía trước này giúp các bạn đi qua trạm Toa Payoh MRT một cách dễ dàng hơn mà không cần phải đi phía dưới đường xe chạy. Phía xa kia là tháp quan sát cao 25m được xây dựng vào năm 1972. Nó mang đến cho du khách cái nhìn toàn cảnh về Singapore trong những năm 1970 và năm 1980. Năm 2009, tháp quan sát được cơ quan tái phát triển đô thị trao tình trạng bảo tồn. Rộng với diện tích 4,8 hecta và được mở đèn chiếu sáng từ lúc 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Và điểm ấn tượng mà Ngọc thấy được đó là con đường này được thiết kế dành cho cả người khuyết tật ngồi xe lăn có thể di chuyển vào bên trong công viên này một cách dễ dàng. Khi mà đi trong công viên này thì Ngọc nghe được tiếng những chú ve sầu kêu rất là nhiều. Hiện tại đang trong mùa dịch bệnh Covid cho nên là ít có nhiều người tụ tập trong công viên. Các gia đình có thể cùng nhau đi dạo hoặc là ngồi tán gẫu ăn uống. Có người thì đi bộ hoặc là chạy bộ quanh những con đường trong công viên. Chỗ này cũng khá là ổn để cho các bạn có thể dễ dàng học bài. Và như lúc đầu mình có nói là ở đây là địa điểm dành cho các cặp đôi chụp hình cưới. Thank you.
kia là một mái vòm được tạo bằng những rễ của những cây dây leo, rất là đẹp. Họ tạo một cái sàn bằng gỗ để cho những dây leo này có thể bám chắc vào, tạo một mái vòm rất là xanh và đẹp, và họ chăm sóc rất là kỹ. Bên này là mình có những cây chuối kiển. Và toàn bộ hệ thống cây cảnh tại Singapore thì được thiết kế với hệ thống tưới cây ngầm ở dưới đất, cho nên là các bạn sẽ không có thấy ai mà đi tưới cây mỗi ngày đâu nha. Những ao cảnh ở đây thì gợi cho mình nhớ tới ao cảnh của Việt Nam, rất là mộc mạc và bình dị. Đây là lần đầu tiên mình được thấy cây liễu thực tế ở ngoài. Trước đây thì mình chỉ biết cây liễu qua sách vở thôi. Cây liễu có bông màu đỏ nữa các bạn. Những nhành liễu vươn dài ra và rủ xuống hồ nước nhìn như tranh vẽ. Hồi xưa Ngọc hay nghe đâu đó nói câu là nhành liễu rủ, thì bây giờ thật sự là đã thấy thực tế ngoài luôn. Con đường được làm bằng sàn gỗ dọc bờ hồ, đi khá là êm, tạo cho chúng ta cảm giác giống như là đang ở đồng quê vậy đó. Các bạn có thể thấy là mảng xanh này được tái tạo theo đúng như bản chất của nó mà không bị phá vỡ. Đường thì kiểu giống như là đồi á, y chang như Đà Lạt của Việt Nam mình. Đây là lần đầu tiên Ngọc được thấy loài chim này luôn. Không biết là tên gì, thì các bạn nào biết tên của loài chim này thì comment bên dưới Ngọc biết với nha. Có vẻ giống như là chim bói cá, nhưng mà không chắc là có phải nó hay không nữa. Thấy là trong cái hồ này có rất là nhiều loài cá khác nhau, và
có những chú rùa rất là đáng yêu. Có vẻ là mấy nhóc rất là phấn khích khi mà thấy được những chú rùa thực tế ở ngoài. Vì vậy mà các mẹ nào đang có trẻ nhỏ thì hãy khuyên dắt các con đến những công viên thế này để cho các con có nhiều kiến thức hơn nha. Hiện tại thì khu vực Phạm Lâu này á bị rào lại do dịch bệnh rồi, cho nên mình không có thể nào mà ngồi nghỉ mệt hay là tránh nắng được. Khu vực trong công viên thì vẫn có camera quan sát, do đó thì các bạn đừng có tụ tập quá đông trong mùa dịch bệnh, cũng như là không nên xả rác hoặc là khẹt nhổ bừa bãi. Nếu không thì các bạn sẽ bị camera quay lại và phạt theo luật của Singapore nha. Đang tiến tới khu vực mà các cặp đôi lựa chọn chụp hình cưới tại đây. Và dành cho những ai mê chụp ảnh thì không gian nơi đây ắt hẳn là không thể thiếu được trong bộ sưu tập hình ảnh phong cảnh của các bạn nha. Các bạn, các anh chị nào mà đang sống tại Singapore chưa đến đây thì hãy thử đến đây một lần nha. Còn đối với các bạn ở Việt Nam mà chưa có dịp qua Singapore du lịch thì khi nào mà dịch bệnh lắng xuống các bạn qua đây thì nếu như các bạn không biết đường thì cứ comment bên dưới, Ngọc sẽ chỉ đường cho các bạn đến. Đây là tấm bảng giới thiệu cho chúng ta biết về các loại chuồn chuồn ở đây. Tấm bảng phía xa này là nhắc nhở các bạn không được bơi trong hồ này, không được cho động vật ăn, không được thả những cái loài động vật vào công viên này, cũng như là không được câu trộm cá trong cái hồ này nha. Rất cảm ơn các bạn, các anh chị đã xem video của Ngọc ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment bên dưới cho Ngọc biết với nha. Đừng quên nhấn like, nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của Ngọc để đừng bỏ lỡ những video mới. Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!